đội à? Cứu đồng đội á? Cứu đồng đội hả em? Cứu đồng đội hả em? Cái gì em? Cứu đồng đội nữa đi. Cứu nữa đi. Cứu anh xem nào. Cứu anh xem nào. Úi dồi, anh lại sợ em. Anh lại sợ cơ. Úi dồi, anh lại sợ quá. Trời ơi. Em ạ, à, lại đây nào. Anh hỏi tí, anh hỏi thăm tí. Bố mẹ dạo này khỏe không? Anh em thế nào? Có em gái không cho anh nhờ? Úi dồi, đi nhanh quá. Không kịp hỏi luôn. Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với Shaolin Vanguard. Bây giờ là tập 13, 24 gì đấy, mình không nhớ. Nhưng mà bây giờ là 9 giờ. Thế nào, điện thoại bật lên nào. Mấy giờ đéo nhớ luôn. Bây giờ là 9 giờ 27 phút ngày 16 tháng 1 2019. Trong thời gian Viettel đang cắt cáp quang không ạ? Ui dồi ôi. Mấy ngày hôm nay rồi chơi không có được. Tối toàn thua vì mấy lý do vớ vẩn. Có những thận mà lag mà vẫn cứ thắng được. Thế nó mới tài. Chả hiểu sao mà đang lag bỗng nhiên vào điện thoại lại chơi được. Đấy. Tôi cũng không hiểu luôn. Thì hôm nay tôi phải... À có trận rồi. Hôm nay tôi phải cất công, tôi mua một cái sim Mobifone về. Tôi biết là Viettel không được rồi này. Rồi Vina tôi cũng không ưa lắm này. Sim Mobi lúc đấy là ở đấy bán 50k rồi. Mà tài khoản tặng luôn 50k. Thế là tôi mua về luôn. Mua về đăng ký 3G. Gọi là mua băng thông không giới hạn thời gian. À đâu, 1 tháng đấy, mất có tầm 25-30k rồi. Thế là mới đánh thoải mái. Vâng, mình sẽ đánh Baptiste đi rừng nha các bạn nhé. Ừ. Ok, vào trận rồi. Ta sẽ lên đồ như cơ bản. Collect Stowquat. Đó. Như các bạn biết thì cái trận này là tem bạn khá là nhanh nhẹn đấy, nhanh nhẹn phết đấy. Gwen Vox này, rồi bắt BF này, đấy. Black Feather. Lông chim đen, đúng không? Ui, skin Lancer lại có thêm cái mũ nó ngầu vồn. Cái gì đấy, mũ gì? Mũ lửa xong cộng thêm cái mũ nữa. Nhìn đẹp thế nhở? Đẹp thế. Chất vãi. Chất vãi trường luôn, đẹp công nhận đã mấy ông. Mấy ông không hiểu sao mấy ông ngồi mua gì mà tôi ngồi tôi mở mãi cái này. Họ mở được bao nhiêu? Ô, anh ơi. Anh ơi. Cướp thẳng à anh? Ô, không thương tiếc luôn anh ạ. À. Anh cướp không thương tiếc luôn. Con này em ăn nhá. Con này em ăn chắc luôn đấy. Nhìn nhá, các ông nhìn nhá. Bullshit. Bullshit man. Nghĩ gì, nghĩ gì, nghĩ gì, nghĩ gì. Tiếp nào. Ông đi bot, ông bảo ông đi đâu cũng được. Mà ông ngồi ông đi buồn cười. Tôi là tôi đi rừng, tôi pick trước rồi. Mất dấu con khỉ. Đây là. Đây là. Đây là. Đây là. Đây là. Đây là. Ba này. Ở đó không thấy mình à? Ô Adan đâm đau, Adan có bùa. Ui Adan đâm đau, mắc đau luôn ạ. À. Wow. Lancer không, Lancer skin đẹp thế mà chơi đẻo đấy. Skin đẹp mà chơi cứ như ấy vậy, như cứt vậy. Skin rõ đẹp nhá. Ui rồi ôi ông ơi. Ông xác mẹ định rồi. Ông ra đây. Ui rồi ôi nó quá khôn luôn. Trời ơi. Nghĩ gì vậy? Ông ra đây ông phi tiếp đi. Ông phi tiếp cho tôi xem nào. Ông phi tiếp đi. Ông ngồi là ông quá đáng vừa rồi nhá. Ông chơi nó buồn cười vừa rồi. Skin đẹp đấy nhưng mà chơi không văn minh tí nào. Tôi là tôi quen rồi, ông hiểu không? Nên là tôi có thể tha thứ. Tính tôi bao dung độ lượng. Ông cứ ngồi ông. Đấy, đây dừng đây. Đấy. Đi thoải mái nhá. Đây con này sắp hồi ra rồi đây. Lên anh mất dấu kẻ địch. Ok, em ra đây chị ạ. Chị lại ra. Anh Lancer này, anh cứng quá. Anh ngồi anh cái gì anh biết này, chết em. Đấy, em ăn rồi. Anh không có cướp nhá. Tí cho anh nghèo luôn. Anh đi rừng hay đi đường em chả biết. Nói chung là anh ngồi anh khắm quá. Làm sao em chơi được? Sao mà em chơi được?
tức đi, thôi tức nữa đi, tức nhiều vào. Pick đi rừng rồi nhá, bạn pick thế không hợp lý, bạn đi FP cho mình là hợp lý rồi. Coi như mình đi đường, bạn ngồi bạn hít vàng thôi, bạn hiểu không? Bạn không farm được và bạn ngồi bạn tức mình là không hợp lý rồi. Mình là thấy mình vui vui rồi đấy, không có gì. Thấy là vui vui rồi đấy. Ok các bạn ạ, phá hoại tem này là không được. Những cái tinh thần như thế là không vui một tí nào, nhưng mà bản thân mình cũng không thấy vui. À, à, ô chết cha, ấn nhầm rồi. Ấn nhầm rồi, ấn nhầm hồi máu rồi. Ổ chứ không, cướp rừng em ơi, cướp đây. Không cướp được thì thôi, không có gì cả. Đấy. Úi dồi ôi, quá khôn luôn. Cái khả năng gọi là bà đạo đấy. Thôi đi rừng thôi. Adan kìa, Adan kìa, Adan kìa. Trời ơi đuổi. Đi đâu em? Đi đâu em? Ôi. Ô. Chết vậy. Super vậy. Cứ cấu vậy. À, thế là được rồi. Ngồi farm thế là tốt. À, 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 bắn này, bắn này, bắn này. Úi đau thế. Về mua đồ đã, về mua đồ đã. Úi rồi ôi, lại chết mạng 2 rồi. Khả năng cao kinh đấy. Nó lên, nó đẩy ác phết của Nada. Nó chết phát nó đẩy. Về thế. Bình tĩnh em. Hồi máu cho anh phát nào. Thế mình sẽ đi về. Đi về thôi, một cái tơn mua đồ. Đây là cái tờm ở đây, một con dao độc. Đấy, cộng thêm khuyến mại một cái giày tốc đành. Giày tốc hành. Vâng, Baron đang thể hiện một cái màn gọi là đốt mana của mình. Anh hết mana rồi, nhưng mà anh đã vẫn ỉ lại với cái tốc độ hồi mana chóng mắt của mình. Đứng một lúc chơi thôi là hồi mana như thằng điên luôn. Ok, em cho anh ăn con này, anh em không đi nữa đâu. Ừ, ok, ok. Biết rồi, em rút kinh nghiệm anh ạ. Làm farm. Được chưa? Ớm càng quá. Sao mà xoắn hết cả lên. Đó, ok, mình sẽ ở đây. Đó, lên được một số đồ mà bao tít khá khỏe. Ok, bao tít sẽ là một cái con rất là khỏe. Khi mà nó đánh hết nội tại, nó sẽ được tăng 35% sức mạnh. Quá ghê gớm luôn. Nếu như lên phép thì lại được cả tăng hồi máu khi theo sát thương phép. Nói chung là quá ghê đối với Baptist. Hút máu phép 4 phát. Và lên phép bao nhiêu hút máu phép bấy nhiêu. Không có cái vấn đề gì hết. Cẩn thận à. Lên đồ, lên được cái dao độc chưa? Dao độc 1000 cơ. Mình sẽ ra mid. Mình sẽ ngồi đi gọi là... Đẩy nào em. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Không ăn được rồi, phí quá. Vào đấy quá phí. Mình đánh hết cỡ rồi mình không đánh được. Vâng, top đã bị đập vì hai bé đã ngồi lên rất ghê. Trong khi rừng mình ngồi đánh rất là bá đạo từ nãy giờ mới. Em ơi. Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Để người ra từ lúc anh ra về. Rồi mãi đây em lại đến. Hát bài của bằng kiều mà không ai nhận ra. À đây rồi. Lên nào. Nó cố gắng. Ui giời đông lắm, đông lắm. Adan nó cũng đông lắm. Ố phò phò phò. Phò kìa. Phò. Phò là căng rồi. Căng rồi. Ui phò kinh quá. Phò đấm rát đấy em. Ô đấm rát vậy. Ui Adan. Adan ơi, nó có lên tanh đâu. Nó lên cái khỉ ho có gáy. Ôi, nó lên khỉ ho có gáy gì đấy. Nó lên cái gì à. Ui dồi ôi, tem này nó gọi là bá đạo rồi. Quả này cao ạ. Tuy là tôi bị giết thôi, nhưng mà quả này tôi thắng bố nó rồi còn đâu nữa. Cao nhìn tem nó đánh gọi là lên đồ pro thế này cơ mà. Tổng cộng tem bây giờ là có hai cái dìu, ba quyển cái gì, sách quỷ. Ôi ôi. Vâng, trận này thắng rồi. Nếu đánh hẳn hoi thắng bình thường. Cái trận mà tem mình rất là cân bằng về cả đồ đam lẫn đồ phép. Đó.
lên cân bằng là hợp lý thôi. Các ông không lên cân bằng các ông chết ngay. Các ông nhá. Thôi lên phải cân bằng đội như này. Nếu như mà không cân bằng mà cái đội bất cân bằng này tí tôi lên mắc giáp, tôi chuyển lên một cái Atlas cộng thêm cái giáp hoàng kim. Thôi ôi các ông ngồi khóc ra tiếng mán. Lên đồ mà full đam này, tem tôi chỉ cần hoặc là một giáp chống sốc, một giáp hoàng kim. Các ông có đánh đến rời, lên cái cưa ngồi phải bắn tầm 10 giây và tôi chắc mới thấm được. Ở đây. Ok, mình sẽ ngồi. Thái đồ farm được nhiều tiền, 3 tên lính mà có ít đầu. Bây giờ lên breaking point. Đập cho nó ghê. Hiện tại thì tem bạn Adan vẫn chưa có một cái đồ nào nó đàng hoàng ở đây cả. Cái gì đây? Lại lên à? Cứu đồng đội à? Cứu đồng đội á? Cứu đồng đội hải à? Cứu đồng đội hải à? Cái gì em? Cứu đồng đội nữa đi. Cứu nữa đi. Cứu anh xem nào. Cứu anh xem nào. Úi dồi, anh lại sợ em. Anh lại sợ cơ. Úi dồi, anh lại sợ quá. Trời ơi. Em ạ, à, lại đây nào, anh hỏi tí, anh hỏi thăm tí, bố mẹ dạo này khỏe không, anh em thế nào, có em gái không cho anh nhờ. Ui dồi, đi nhanh quá, không kịp hỏi luôn. Đây, đúng là công ạ, mạng nó không đơ, đánh phê lắm, thật. Mạng nó ngon này, đánh sướng lắm ý. Trời ơi. À, tiếp theo tôi sẽ vào một cái tên gọi là farm trụ, một phát ăn bà mạng cho tem, gọi là... quá ghê. Úi lại ra hả? Ô anh hết mana rồi anh về. Xin lỗi em nha. Anh cái trụ đấy anh để nhường thôi chứ ngồi anh vẩy phát nó mất trụ. A! À, vóc à. Vóc lần này quả này đi không? Đi không? Không không đi được, hai con không đi được. Ba con là chắc chắn đi rồi. Tuổi gì chạy. Chạy giờ này là không được rồi. Mình sẽ bảo vệ Baron. Đó, đi giờ này là phải bảo vệ Baron. Em nè. Úi giời ơi, đấm này, lao vào mà đấm, lao vào mà đấm. Vào đây mà đấm này. Thôi, vào đây mà đấm hộ tạo cái. Nhá. Anh không có mana thôi. Cộng kin 2 luôn, không thằng cộng công ty. Lại là một cái pha gọi là choáng. Choáng cho nó đẹp. Anh lại hồi máu cơ. Ơ. Anh thích hồi máu cơ. Anh thích công ty cơ. Ơ. Ơ em sao? Em sao? Em sao? Ơ anh lại thế nó mới hay chứ. Ơ. Ông ngồi cái gì? Em silet đây. Nhà em có. Úi, úi, công ty, úi. Nhà em có em gái không? Ra bố mẹ khỏe không? Quấy ulti, ôi giời ơi, vội về, trời, vội vàng làm chi? Trách nhau phũ phàng, nhỉ? Đấy, có con 200 tiền, 220 tiền, tội thì không ăn, đúng không? Đánh nhanh như thằng điên như thế này, xin và. Lên breaking point, khoan máy, lên khoan máy, đấy. Rồi đục chấm mắm tôm. Ok. Ôi giời rét quá không ạ. Tôi sẽ lên tôi cố đẩy cái top này. Z-Wen lại chết rồi. Lên đây nào, lên đây nào. Cái giận danh mà tôi khá là vui khi Adan lên đàm. Đấy, bình tĩnh được các em, combat gì vội vàng. Đánh con to trước, còn mấy con này mà chỉ vả không thôi. Ôi, đấm nhau ở đấy tự chết thôi mà. Tôi cũng chả cần làm gì phàn nàn nhiều. Ai à, hai con lính chúa cơ. Hai con đâu gọi là đây là minion chúa. Bởi vì là nó kiểu là, nó kiểu là chúa tệ. Nó tăng sức mạnh cho đồng đội. Rồi các thứ sợ hãi thế. À đây. Nó lại ra tự bộ. Đấy. Các ông ạ, phải cắm cái mắt vào đây. Không bị úp sọt sợ lắm. Sọt là cái điều mà tôi rất là sợ. Các ông thấy không? Đồng đội đẩy mít. Có hai thằng trụ ở đấy thôi. Nó sợ tôi ngay. Ra đây em. Rồi rồi tôi cần luôn này. Tôi cần luôn này. Mày chạy rồi đi. Mày chạy rồi đi. Tưởng gì ngồi ulti xong anh chở chú ulti vát lại. Anh ngồi anh hồi máu dùng kit 2 ngay. Rồi tưởng gì trò anh quen rồi không? Trời lâu rồi có phải mới chơi đâu mà cách chứ ngồi dọa ma thế. Ôi ra combo như đúng rồi. Ok, lại đẩy thêm cái trụ nữa nhỉ. 3 giây nữa.
bột. Ôi trời ơi. Rồi ơi, ăn được cái trụ này không? Ăn được không? Ăn được rồi. Ô, chết rồi. Chết rồi, phí phạm quá. Nhưng mà ăn được cái trụ, ăn được cái trụ là đẹp rồi. Bây giờ lên, ui nhiều tiền ấy. Lên cái giáp dòng sốc luôn. Trời, mình gọi là Rikit rồi. À, đâu này. Xem trận tiếp đồng đội nào. Baron đang cố gắng và Jiguan đang xuống định bắt Baron đây. Chắc chắn một điều như thế rồi. Có thể là Vox và Adan sẽ ngồi lên ăn ngay. Nhưng mà Jiguan không. Jiguan có lẽ đang mua đồ hoặc farm lính ở đâu đây. Đó, hoặc là biến vai. À vâng, đây rồi, Jiguan vẫn đang cày cối ở trên top để farm một cái lượng tiền mà quái rừng đang đẩy rất là nhanh. Và mid vẫn đang xảy ra chiến tranh. Mình sẽ lên quấy rối một chút ở trên top để cho đồng đội gọi là thoải mái tư duy, hiểu không? Đó, các bạn thấy đấy. Hiện tại đã đánh không lag lắm. Vẫn cảm thấy giật đôi chút nhưng mà tôi mạng 3G này là ngon rồi. Chơi lên đây mà mình không thấy lag là mình thấy tự hào lắm rồi, mình thấy vui lắm rồi. Mạng nói chung là Mobifone ok đấy. Mạng 3G kết nối với mình lắp vào điện thoại, một cái điện thoại phụ của mình, sau đó mình lắp bắt wifi, phát wifi từ cái máy đấy, sau đó mình bắt vào cái cây máy tính của mình, thế là ngon lành ngay ấy. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, đông chưa, đông chưa em ơi, kéo nó vào phát anh đẩy nó ra ngay em ạ. Đây rồi, đây rồi, lên rồi, Lancer lên rồi, một cái tầm gọi là kiên cố rồi, không phải lo nữa. Anh có ulti, anh chỉ cần bật giày lên, bật ulti phát có khối con thoát được. Block không có con nào có, đúng không nào? Ulti chia rẽ tem bạn, chém 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 ở nồi máu. Ô, nó tẩn mình không các bạn ạ? Nó tẩn mỗi mình thôi, mình nhiều tiền nhất mà nó phải tẩn thôi. Nhưng mà ulti quả đấy tách được tem có vẻ hay đấy. Vẫn chưa chết thằng nào, tem mình chết hai người rồi. Trời ơi, combat kém quá, thua combat rồi các bạn ạ. Thua quá, nhục quá. Quá nhục luôn. Bây giờ các bạn kéo được tiền lên 44k tiền và vẫn chưa mua đồ. Vâng. Bây giờ nếu như mà tôi ra là tôi kéo được đấy, nhưng mà nó ra một con Ghostwing rồi. Ghostwing gọi là à, cái tầm này nó ăn Ghostwing không ạ? Cái tầm này là nó ăn Ghostwing rồi. Ra luôn em ơi. À nó vẫn ăn. Nó chưa ăn. Chưa ăn đúng không? Đúng rồi. À có mỗi một con ăn thôi. Nó lầy lắm, Adan lầy lắm. Quả này tôi sẽ ăn Adan. Cái tầm này nhá. Âu không công mà nhầy nhây nhá, công không về luôn nhá. Công xác định luôn nhá. Có nghĩ gì? À không, ra ăn. Đây em ơi. À, à. Chạy đi, chạy nào. Ô, chạy lại à, chạy nhanh vậy. Ôi, ăn lại không? Dám ăn lại không? 7 giây thôi, 7 giây anh hồi ngay, anh hồi em ạ. Cứ còn cái giày của em tầm 30 giây nó gọi là ít, hiểu không? Ô, top kìa, top kìa, top kìa. Top lên kìa, nhây quá em ơi. Nhây quá, top G quen lên đẩy, đẩy rất là kịch liệt đúng không? Có vẻ như là G quen rất là thù thằng top. Không biết thằng top là thằng nào. Có vẻ à, tiếng tin nhắn đấy rồi nhưng mà không phải gái nhắn rồi. Rất là buồn. À, tôi đang cố gửi một cái dev gửi cho mail cho dev về một số cái lỗi của Vanguard trên phiên bản máy tính và kể cả phiên bản điện thoại nữa. Điện thoại thì tôi thấy khá hoàn hảo rồi, tôi chỉ còn thiếu một số chỗ. Và tôi muốn cho cái màu sắc cụ thể là tia gamma các bạn ạ. Màu sắc trên tia gamma tôi muốn cho đẩy cao lên một tí. Những cái vùng sáng, vùng tối nó đều đẩy cái độ sáng lên nó khác nhau. Vâng, chết là cái chắc rồi. Ulti này, các em tuổi rồi các em ơi. Ulti à. Ô thằng mình nào đây? Vâng, chắc rồi, hai mạng rồi. À này, được hai mạng, quá đẹp luôn. Quả con bát hơi lỗi. Tôi hơi lỗi. Vóc có thể ăn được hai con nhưng mà nó ngu quá. Ok, ăn con này khi nào vậy? Ô, không để ý luôn. Thôi kệ, không có đe gì. Có khi tôi phải bán cái này đi. Tôi lên cái vương miệng bão tố, đúng không? Storm cow ấy, cụ thể tiếng Anh đọc tiếng Anh cho nó sạm sạm thế thôi chứ thực ra đếch biết tiếng Anh đâu ạ.
ngồi đọc bắt chiếc thôi, bắt chiếc các pro layer. Ok, bây giờ có vẻ là còn mỗi con Ghostwing nó hồi sinh bố hết rồi, còn đâu nữa. Hình như là tôi hơi yếu. Tôi hơi yếu. Đây rồi, lên vương mẹ bảo tố, ăn được con Black Core phát dầu ngay. Vâng, bây giờ hiện tại tôi đang là 11k, mà tem bạn và tem mình thực sự là cần tiền. Còn Lyra quá nghèo và con Lancer bây giờ là giàu rồi. Nhưng mà lên đam không hợp lý rồi, vì Lancer với thời điểm này, tuy rằng nó là một con khá là trâu bò trong combat, trâu lắm. Vâng, lên rồi, combat ở trên top rồi. Và hiện tại hai tanh đang cỡ đâu, BF đang ngồi cân và mình sẽ ngồi cày lính. Vâng, mình sẽ ngồi cày lính ngay lập tức luôn. Không ai cày lính, mình cày. Đấy, đơn giản như đam rổ. Anh em ơi, em đẩy, anh đẩy hộ cho. Em cũng ngồi yên tâm mà farm, farm phập các kiểu đấy. Đấy, bây giờ tôi đi vào đây này. Tôi có vương miệng bảo tố mà. Ngồi tem mình không có ai có vương miệng bảo tố cả. Mình có, mình phải ngồi ăn thôi. Đấy, bắt đầu đấy. Không, tuổi chạy vét. Ok, chạy ngay. Chạy không còn gì luôn. Em không có tuổi chạy nữa rồi em ơi. Chạy đi đâu, em đi về đâu thế? Này, em đi về đâu đó? Kìa, em chết rồi. Rồi lại khóa ngay. Mày không chạy được nữa rồi. Đấy, mày thấy không? Bui đam, ui rồi ôi. Này, đam chậm, ui, hết máu. Đam đau quá. Đau thật đấy, bọc bắn đau thế. Bọc phép, đúng, thật đau thật. Vâng em ơi, đừng để nó giết cả lũ. Rồi, ui rồi. Thôi. Không ăn được thì thôi. Ôi, chết rồi. Trời ơi, lỗi quá. Có mát lỗi, còn bọc bắn đau quá. Ôi, cứ bình tĩnh, bắn sau. Lần sau, không vấn đề gì cả. Hơn, nó hơn mình có 4 cạn tiền, không vấn đề gì. Không, trụ mình vẫn ăn cơ mà. À không, 4 đèo, không, sorry các bạn. Nhưng mà về cái độ khống chế là tem mình hơn đấy. Không, không đừng có đùa. Đấy. Bây giờ là cái con nào mạnh là mình đánh, chứ không phải ngồi ngồi đánh con nào. Thực ra tem bạn con nào cũng mạnh. Không, con nào nó cũng trâu. Đấm phát vỡ mồm luôn. Thằng nào đấm vỡ mồm mình, sợ hãi quá. Vâng, tem bạn, tem mình vừa rồi được một cái combo Ghostwing đánh khá là lỗi. Vì là đáng lẽ mình phải lên một cái xích băng nữa, nhưng mà thôi, mình nghĩ là mình lên một cái giáp. Đây rồi, Black Core xuất hiện rồi. Black Core xuất hiện nhưng mà bám đánh nhau em ơi. Bám đánh nhau nha. Vâng, đừng có ham hố. Đừng ham hố là vỡ mồm em ạ. Đó, anh ra anh đập cái... Úi xời ôi, tầm level này rồi. Ngồi nhây thì em, ngồi nhây là vỡ mồm anh đấy. Đừng có kéo nó về, đùng. Ý cả của rồi. Em phải lên đẩy những thứ khác, cẩn thận nhá, cẩn thận. Ping trước cho là tôi chưa sẵn sàng. Đấy, lên mình sẽ đẩy ở đây. Chỉ rằng này nó mà đẩy lên thì căng lắm. Mình sẽ cắn thêm một cái lắc không, có nên cắn lắc không, hay là mình lên cái gì. Đồ mình còn thiếu một đồ nữa và chưa ổn định lắm. Đấy, con lính to ra giờ này, lên nó đẩy lính ghê lắm. Ok, cứ đẩy đường đấy đi, anh sẽ đẩy này cho. Thằng nào ra cướp phát anh đẩy luôn nhà của nó. Ê, thế nó mới thông minh. À, thế nhấp nhô ở đây rồi. Thế nhấp nhô ở trên đấy, thấy không. Tôi dụ được một con nhá. Tôi dụ được một con, tôi đẩy mày này. Dụ được một con này. Dụ tiếp này. Thằng nào hơn. Úi chạy ngay. Đó, nó lên nó ăn tôi rồi. Nó đi tập thể rồi. Nó đi tập thể không có gì. Đi đâu. Cái gì vậy Adan. Đi đâu vậy Adan. Ô, không chết kìa. Nó cũng chết kìa. Ăn nó. Ô hay, để nó sống. Đây, ra đây. Ra đây. Chạy đi đâu em. Ô, không ăn được à. Ăn được mỗi thằng thôi à. Thả cho nó đi thế. Nó không được rồi.
Rồi các ông combat này đi lù ra lù rù như con cá rù. Đi chậm đấy, quả đấy ulti đẹp, 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 mỹ mãn luôn. Kìa. Mày chạy đằng rời con ạ. Không có ăn được. Chạy. Chạy thôi, giờ này chỉ có chạy thôi. Giờ này có chạy thôi em ạ. Giờ này chỉ có chạy thôi. Ăn được một con. Mất một con luôn. Ăn một chết một. Ăn hai không. Ăn hai rồi. Quá đẹp cho vọng. Còn kéo xịt đến từ Phin. Đây. Căng quá, nói không được nữa rồi. Vâng, bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ lên cái Atlas là hợp lý. Ngồi coi như là lên, bọn nó lên đam hết rồi. Ngồi đây Atlas hợp lý lắm ấy. Thế em bạn cũng như là sợ Black. Sợ con... Ôi. Đây anh ra em ơi. Lên những cái item khống chế giờ này hợp lý. Nhưng mà không lẽ item khống chế chết tôi không. Úi dồi, các ông ăn thế này. Ăn được không, ăn được không. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi, thôi 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 thôi. Đừng có ngồi ham, đừng có ngồi ham. Cắm cái mắt vào đây. Hiểu không? Cắm cái mắt vào đây, tôi ngồi tôi quật cho. Tôi ngồi tí một cái pha cuối cùng, tôi ngồi tôi đập cho. Các ông không phải lo. Rồi ơi. Xem cái tầm này. Tầm đi của nó này. Đi đâu vậy em? Đi đâu vậy em? Giờ này đi đâu vậy em? Đừng có đi như thế, chết người. Ăn được một bé rồi. Một bé nữa không? Bé nữa luôn em ơi. Nữa nào. Mình bị choáng không có đẻ gì. Đấy, ăn nữa rồi. Đó là kim. Xôi, quá đó là kim, quá đẹp luôn. Ngồi coi như là ngồi farm quả ulti hơi hơi phí. À thôi kệ, không sao cả, thắng là được. Ngồi nào. Anh em lên. Việt Nam cố lên. Mặc dù tôi không xem đá bóng nhưng mà Việt Nam cố lên. Ok. Bây giờ các anh em xem đá bóng ghê lắm. Ghê. Ôi giời, ok, ăn được Black Core rồi. Ôi đây sau này những cái màn đẩy lính và cắn lắc thôi. Cắn lắc cho nó phê. Phê nó đam nó mới to. Lên. Lên khẩn trương, đánh con này đấy. Phí quá, phí quá. Lính nó đập này nát trụ. Ôi nát trụ rồi. Nát trụ không, nát trụ. Ok lên em ơi. Phí hết cả mana. Đấy, ăn được cái trụ rồi. Hai bé rồi. Và mình sẽ đừng có đi lẻ như thế. Đi đánh như tem khống chế nhiều này phải đi cùng nhau. Không tem như này rồi rồi. À. Rồi rồi, cố mà ăn nhá. Úi giời ơi. Sao? Ôi tôi canh tôi dình đây này. Tôi dình đây, thằng nào ra, thằng nào ra. Wow. Căng vậy anh em ơi, căng vậy, căng lắm rồi. Căng. Úi giời ơi, choáng. Ui khổ tôi quá. Tôi lại chết rồi. Úi giời ơi. Ui rồi ôi, có một cái phả coi là không biết làm gì mà ngu vậy. Ô vâng vâng, bây giờ là Vóc đang ngồi bắn rất kinh, trong khi là Lyra đang cố chạy thoát, không thể chạy được nữa rồi. Một đấm nữa của Adan. Một đấm nữa, vâng đang cố gắng hồi máu nhưng không thành công. Adan tí chết nhưng thực sự không chết. Vì anh quá dai rồi, top sắp nổ rồi. Còn cái trận này quá căng kèo, tôi không biết là trận nào thắng. Ai bên nào thắng đây. Một tem rất nhiều khống chế ít tiền hơn và một tem cực kỳ nhiều đam. Không có một tí giáp nào. Hiện tại thì lên rất nhiều giáp rồi nhưng mà Finn hiện tại là bất lực với những cái hero đi cùng mình. Và anh đang cố gắng lên cho mình một cái đồ phép để tăng cái sát thương công kích hơn. Vâng, và Baron đang ngồi solo với 1v3 và đội bạn. Vâng, lại ai đó đang nhắn tin vào máy của tôi không tập trung được. Vâng, cố lên em. Baron tuy đam thấp về phép nhưng mà anh vẫn đang cố gắng. Finn kéo xịt rồi. Bây giờ tôi đang ra, tôi sẽ cố gắng để đẩy tốt để không cho nó làm gì cả. Căng quá rồi. Bây giờ là tem đang thua tiền rồi, 7-8 cả tiền, thua 8 cả tiền. Thực sự cái thời điểm này 8 cả tiền nó không là vấn đề gì cả bởi vì đã tất cả đều gần full đồ rồi. Vâng, đây đang tiếp theo đang xảy ra vấn đề gì đây? Vâng, một những cái pha farm phập của Lancer, anh lên rất nhiều đam và rất nhiều giáp. Với tôi cũng thế, tôi không thể tiếp cận những con Vóc nữa.
Bởi vì bây giờ cái sự căng thẳng nó lên quá cao, chỉ cần một cái lỗi rất là nhỏ thôi có thể dẫn đến trận đấu thua một cách bình thường. Tí tôi phải quan sát xem tôi sẽ ulti cái chiều nào, tôi sẽ gọi là kháng cái block của tem bạn như thế nào, trong khi con Gwen không, à Gwen có hai cái block. Vâng, người tôi bắt đầu run rồi. Vâng, đánh cái hạng này mà run thì cũng là buồn cười quá. Vâng, em bạn đang được sở hữu những cái. Ôi, cẩn thận em, cẩn thận em, cẩn thận, cẩn thận. Úi rồi em ngồi em farm như thế thì tôi cũng đến lạ em rồi. Vâng, kéo xịt đến từ Finn. Không còn cách nào khác nữa rồi. Baron đang cố gắng harass nhưng mà có lợi thế không? Trong khi Gwen đang ngồi những pha dọa ma ở đây rất là kinh khủng. Vâng, em chỉ cần đi lệch sang bên nào đó thôi là chúng ta có thể mất đồng đội ngay lập tức. Vâng, Lyra đang đi lệch hướng rồi. Đồng đội đang ở đâu? Lyra đang ở đâu? Vâng, Adan đang tìm những cái pha mà tôi đang cố cứu đồng đội mà không thể cứu nổi. Adan đang tìm thấy Lyra và đang cố gắng tách đồng đội ra với những cái con hẻm như thế. Đang ở trong con hẻm rất là hẹp. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Vâng, Gwen ạ, ở một mình, vâng, có lên không ạ, ulti về một phía, quật Gwen ngay lập tức. Vâng, một cái pha ngồi quật Gwen ngay lập tức, vóc cũng phải lên rồi. Vóc lên rồi, giết chết tôi rồi. Vâng, và tem mình Baron vẫn đang làm cái gì đó, tôi không hiểu. Vâng, Phi đã choáng được vóc, quá ngon lành nếu ăn được con đam chính rồi. Tiếp theo, Lancer đã có làm gì đây, khóa xịt rồi. Lyra ulti lên, bật vòng ngăn cắt. Vâng, một cái quả ăn quá đẹp cho Lyra, vét mạng quá giỏi. Nhưng mà thực sự anh bắt đồng đội quá là tốt. Bây giờ ta sẽ... À, đồng đội đang ping đánh con Black Core. Bây giờ ta làm gì con Black Core đây? Có kịp không? 45 giây, Silas vẫn còn sống. Nhanh nào anh em. Cần tầm nhìn. Đúng rồi, giờ này cần tầm nhìn rất quan trọng. Tổng tấn công. Nhanh nào, nhanh nào. Tổng tấn công ở đây. Anh em, cố lên. Tổng tấn công. Đấy, ping trong cái thời điểm này rất là lợi thế. Vâng, Baron. Vâng, anh bác đứng im rồi. Ôi, Silas phạm. Vâng, cố gắng lên, cố gắng, cẩn thận, cẩn thận. Đang cố gắng ăn Silas. Vâng, vẫn đang cố gắng ăn Silas. Đang làm gì đây? Ăn được Silas rồi. Đã quét sạch. Vâng, đồng đội tem bạn quét sạch. 4 giây nữa Gwen đã xuất hiện. Và mình cũng 4 giây nữa xuất hiện luôn. Gwen chết cùng mình mà. Đó, thua nhau có 1 giây thôi. Mình sẽ ra ăn, cố gắng ăn con Black Core. Ulti của mình đã có rồi. Em mình đang ăn được không có một cái vương miệng bão tố nào. Thực sự đánh Black Core cực khó. Em bạn cũng vậy, nếu đánh Black Core cực kỳ khó khăn. Vâng, Gwen đang ra rình rập ở đây rồi. Những cái màn rình rập mèo vờn chuột ở đây. Vâng, anh ấy đang cố gắng cắm con mắt ở đấy rất hợp lý. Nhưng mà không, tôi ra đến đây rồi, nó khác. Tôi ra rồi nó phải khác ông ạ. Ulti của tôi nó khác không, hiểu không? Không phải vấn đề gì cả. Trong khi chúng ta đang... tôi sắp hết lắc rồi, tôi không còn lắc nữa, tôi phải cắn thêm cái lắc nữa. Vâng, một cái quả mà khá hồi hộp, mặc dù mình biết chắc mình ăn được nhưng mà rất hồi hộp. Quả vừa rồi tôi rất là vui khi con vóc nó chết. Vóc trời quá hay, khóa chân vóc lại. Vâng, một cái hết lý rồi, bật block rồi, 9 giây nữa tôi có khóa lại. Bây giờ cái trụ nó có bay không? Vâng, chỉ cần choáng thôi, choáng được thôi, khóa được thôi. Vâng, tuyệt vời, ulti khóa lại. Vâng, hết block rồi, vóc hết block, vóc hy sinh rồi. Bây giờ là cái màn của BF đang làm cái gì đây? Vâng, tôi vẫn có cái giày. Di chuyển nào anh em, di chuyển nào, đập trụ nào, đập nhanh nào, đập để win, đập không phải để ăn mạng giờ này cả. Và xong rồi, quá tuyệt vời. Vâng, cái màn vui vẻ đấy thôi, chúng ta đã hết kết thúc trận danh 8. Vâng, vâng, đồng đội đánh rất hay, đội địch cũng đánh rất là hay. Nhưng riêng Adan là cái phần này tôi rất là phê bình. Đồng đội anh quá giỏi nhưng mà anh lên đồ một cách tròi cực kỳ là vớ vẩn. 4-17 Adan lên đam thì trong cái meta này không hợp lý tí nào. Mặc dù đi rừng rất hợp lý nhưng khuyên anh em không đánh Adan như thế này nha. Tem mà toàn sát thương chính này mà ông Adan ông lên nhẫn, rìu, súng thì tôi cũng gọi là ông là người tối cổ luôn. Vâng, anh em đã thấy 1997 điểm để lên danh 9, tôi còn thiếu 3 điểm nữa. Và không hiểu sao số tôi nhỏ vậy.
Nhưng mà cuối cùng cũng đã kết thúc trận đấu rồi. Cảm ơn anh em đã xem Shaolin Vanguard tập 14 hay 13 gì đấy không nhớ. Hẹn gặp lại anh em trong các Shaolin Vanguard lần tiếp theo.